Thành thật là cũng có. Mình có. Cũng có. Cái này thì có. Đã từng nghe nhạc lậu và đã từng xem phim lậu rồi. Nói không thì cũng không phải, cũng là có. Mình đã từng. Kính chào quý vị và các bạn đến với Góc nhìn văn hóa hàng ngày trên VTV1. Như chúng ta vừa thấy là với một bộ phận các bạn trẻ Việt Nam thì dùng phần mềm lậu này, nghe nhạc lậu này, xem phim lậu đã trở thành một thói quen. Và thậm chí là trên mạng người ta còn hướng dẫn nhau là tìm kiếm các nền tảng nghe nhạc lậu, cách lấy nhạc trên mạng mà không bị đánh bản quyền như thế này. Và đây chỉ là một trong những biểu hiện của thói quen thu vén lợi ích cho bản thân mình nhưng lại không muốn phải trả tiền, mà cách gọi dân dã là dùng chùa hay là xài chùa. Thời gian qua liên tục xảy ra các tranh chấp về bản quyền âm nhạc. Không ít nhạc sĩ kiện ca sĩ hay đơn vị thu âm, nhà sản xuất phim vì sử dụng không xin phép đối với các sáng tác của họ. Với đa số người dùng Việt Nam, việc nghe nhạc miễn phí trên các nền tảng số là một thói quen. Do vậy, những ứng dụng nghe nhạc như thế này phải nhận nhiều đánh giá một sao chỉ vì phải trả phí. Không chỉ có âm nhạc, trên mạng Internet hiện nay tràn lan những trang tường thuật trực tiếp lậu các trận bóng đá trong nước và quốc tế. Cứ trang này bị chặn thì ngay lập tức nhiều trang khác ra đời vì chúng đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ công chúng không chịu bỏ tiền để xem các kênh truyền hình có bản quyền. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số Vệ tinh Việt Nam cho biết đơn vị này bị thiệt hại khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm do vi phạm bản quyền. Tình trạng sử dụng không trả phí còn phổ biến ở nhiều loại hình khác như phim ảnh, sách online lậu, phần mềm bị bẻ khóa, trò chơi điện tử, khiến Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có mức độ vi phạm bản quyền nhiều nhất trong khu vực. Bởi vì là có những cái bộ phim hay là có những cái bài hát mà khi mình không nghe được trên các kênh chính thống ấy thì bắt buộc là mình sẽ phải dùng các kênh lậu để mình nghe, mình xem. Mình vẫn đang đi học ấy, cũng chưa có tiền để mà mua được những tài khoản hay là để có thể xem phim bản quyền ấy, nên là thường xem phim lậu. Những cái kênh mà chính thống á, mình không xem được những cái đó thì mình sẽ tham khảo thêm ở trên web. Được sinh viên các thứ thì bọn mình không có nhiều các cái điều kiện để mua các cái ứng dụng, thì cái việc mà xem lậu thì nó cũng bình thường. Có một con số đáng lo ngại nữa là số lượng người xem video trái phép tại Việt Nam năm 2022 là 15,5 triệu người, làm thất thoát 348 triệu đô la Mỹ. Và nếu như không kiểm soát được tình hình thì chỉ 5 năm nữa thôi ạ, số người dùng vi phạm bản quyền số có thể tăng tới là 19,5 triệu và dẫn tới lượng doanh thu bị thất thoát là 456 triệu đô la Mỹ. Nói điều này để thấy rằng là việc dùng chùa có thể dẫn tới rất nhiều hậu quả. Như là trong nghệ thuật thì nó liên quan trực tiếp tới lao động nghệ thuật sáng tạo của các nghệ sĩ. Chỉ khi mà những tác phẩm nghệ thuật được trả thù lao xứng đáng từ phí tác quyền thì người nghệ sĩ mới có động lực lành mạnh để tiếp tục đầu tư và chất lượng cho những tác phẩm khác trong tương lai. Còn ngược lại sẽ khiến họ mất đi động lực sáng tạo hoặc là phải rẽ sang kiếm tiền từ những nguồn khác. Và ngay cả người dùng cũng sẽ bị tác động tiêu cực một cách vô hình. Cái việc đó sẽ cản trở cái việc phát triển những cái giá trị trong mỗi con người các bạn. Ví dụ như là có một câu chuyện như này, nếu như các bạn phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để các bạn mua một cuốn sách thì lúc đấy chúng ta đọc cái cuốn sách đấy nó sẽ dồn tâm rất là nhiều. Nhưng nếu như các bạn lại không mất một đồng tiền nào để đọc một cuốn sách hay là xem chương trình trên mạng thì bản thân các bạn đã coi thường cái giá trị đấy rồi. Bảo đây là một sản phẩm rẻ tiền thôi, mình đọc thêm cho hay cho biết thôi mà. Thì đấy chính là cái việc mà sẽ khiến cho cản trở rất nhiều trong quá trình phát triển tư duy cũng như cái sự sáng tạo, những cái sự phát triển con người của các bạn. Thì đấy là một cái hệ lụy rất là lớn. Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật ạ, việc tùy tiện sử dụng của công hoặc là tài sản của người khác làm lợi cho mình còn diễn ra trong nhiều hoạt động khác nhau của xã hội. Có nhiều ví dụ nghe thì buồn cười nhưng mà lại có thật, như là dùng máy in của cơ quan để in tài liệu cá nhân hay là in bài cho con, mang nồi hầm đến cơ quan để hầm thức ăn cho tiết kiệm điện ở nhà, và thậm chí có người tắm luôn ở cơ quan để về nhà đỡ phải tốn nước. Còn không gian công cộng thì sao ạ? Dùng xe công để đi việc tư, dùng diện tích chung như là vỉa hè, ngõ xóm hoặc là không gian chung để mà để đồ riêng hoặc là bán hàng. Và dân gian hay có câu nói châm biếm là khôn như thế thì quê tôi đầy ạ. Và điều đáng nói là rất nhiều người nghiêm ngắn trong cách cư xử, nhìn ra hành vi xấu xí này nhưng mà lại ngại mất lòng cho nên là không dám lên tiếng. Và vì thế, những người có thói quen xài chùa cứ thoải mái xâm phạm vào không gian và tài sản chung.
vô tư biến lòng đường thành sân phơi thóc lúa. Mỗi mùa gặt tới, nhiều tài xế rơi vào cảnh vượt chướng ngại vật, thóc lúa phơi chẳng còn đường đi. Có người còn sáng tạo ra cả bàn trông để tránh xe ô tô đi vào. Câu chuyện xài chùa còn thấy ở cán bộ, công chức khi lạm dụng xe công để đi mua sắm, đi lễ chùa. Biến không gian chung thành nơi để quảng cáo, thu lợi bất chính. Điển hình cho câu chuyện xài chùa, không thể không nhắc tới vấn đề muôn thuở. Chị ơi, mạng nhà em lag quá, làm thế nào để bắt được wifi xung quanh ạ? Dùng trộm wifi. Này, còn áp dụng công nghệ để câu trộm. Có người chia sẻ và đáng nói thu hút gần 1 triệu người yêu thích clip này. Đây là tên của wifi, còn đây chắc chắn là mật khẩu rồi. Đây là những điểm wifi công khai, nên cứ lấy yên tâm nhé. Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng là nền văn hóa sản xuất tiểu nông xa xưa phụ thuộc vào thời tiết đã làm nảy sinh thói tùy tiện. Và thay vì tích lũy trí tuệ thì người ta chỉ biết là làm sao để ứng xử khôn khéo linh hoạt, chỉ cần giải quyết cái gì trước mắt, cho nên nó nảy sinh ra sự tùy tiện. Và thói quen ấy truyền từ đời này qua đời khác mà đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng khá nặng nề. Thế nhưng hơn cả sự tùy tiện thì việc mặc nhiên sử dụng của công hoặc tài sản của người khác làm lợi cho mình còn là hành vi thể hiện sự tham lam của một bộ phận người trong xã hội. Trong khi cố gắng bảo tồn tài sản của mình thì lại xa xẻo tài sản chung hoặc là tài sản của người khác. Về lâu dài, thói quen này dẫn đến sự thiếu công bằng trong tập thể, làm thất thoát tài sản chung, xâm phạm vào tài sản của người khác. Và quan trọng hơn cả là trong một cộng đồng, người này thấy người kia làm được thì sẽ học theo. Và kết quả, chúng ta không còn vỉa hè để đi, đô thị thì lem nhem bởi những quảng cáo dán khắp cột điện, ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan thì bị thâm lạm, và nhiều ví dụ khác nữa. Để chúng ta có thể tạo sự công bằng thì mong chờ vào những cái chế tài của pháp luật và những cái quy định, những cái chuẩn mực phải hết sức mạnh mẽ, chặt chẽ và nghiêm minh. Chúng ta không thể nào theo một cái thói quen là cổ suý hoặc là một thói quen là dĩ hòa vi quý, chúng ta cứ bỏ qua những câu chuyện nhỏ. Thì chính những cái việc bỏ qua như thế sẽ khiến cho người ta hình thành một cái thói quen là người ta nghĩ rằng người ta không sai và người ta cứ làm như vậy. Tất cả nó chỉ có sự răn đe nếu như chúng ta mạnh mẽ và quyết liệt trên tất cả các khía cạnh của pháp luật, đưa những cái chế tài vào để xử lý nghiêm minh nhất. Vâng, để tiến tới một xã hội văn minh thì cần phải loại bỏ những ứng xử tùy tiện, thói quen tham lam của một bộ phận người trong xã hội, thực hiện nghiêm nội quy ở cơ quan, đơn vị và không dung túng cho những hành vi tùy tiện, đồng thời là phải xử phạt nghiêm những hành vi xài chùa gây ảnh hưởng đến không gian, môi trường chung của cộng đồng, làm thất thoát tài sản của cộng đồng. Và chỉ khi nào con người cư xử nghiêm ngắn, đúng mực, có tự trọng thì xã hội mới đảm bảo trật tự, công bằng và có tính thượng tôn pháp luật.